Hào Hán, Hào Hán. Thận trọng mọi người nha. Vợ mình nó gửi con cho mẹ mình nó đi chơi rồi mọi người ơi. Nó nói là hả, từ lúc mang thai tới bây giờ nó không được đi chơi, không được đi uống cà phê gì với chị em hết. Bây giờ nó phải gửi con đi chơi một bữa. Được lắm. Nó bỏ Thận ở nhà luôn mọi người. Thì quá là đúng ý Thận đi chứ giờ hả, nhà cửa trống trơn, giường im nệm ấm. Ok, vợ mình đi rồi thì mình sẽ gọi một em gái về để mình xả nha mọi người. Tại tồn lâu quá rồi, giờ mình phải gọi một em hot girl về mình xả cái cơn tồn này ra thôi mọi người ơi. Đi chơi đâu có dễ dàng với Thận vậy được đúng không, mọi người? Thì hả, nói chung là mình ăn bánh mình trả tiền thôi, bất quá mình trả cho em hot girl 1 triệu thôi. Ăn bánh trả tiền đơn giản để xả cái cơn kiêng cữ này. Kiêng cữ quá lâu rồi giờ mình phải xả thôi. Thì mọi người muốn biết cái màn tròn này ra sao thì mọi người phải xem hết video này nha. Coi em hot girl này đẹp lắm. A few moments later. Để thực hiện được cái màn tròn này đầu tiên mình phải cởi chằn ra hết nha. Thận đang cởi chằn ra hết rồi nha anh em ơi. Rồi ok, Thận sẽ cho anh em thấy cái đẳng cấp tròn của Thận nha. Cái đẳng cấp lừa đảo của Thận nha. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Mà ok cho anh em ơi. Thì đây ok, để hả chuẩn bị cho cái màn tròn này mình mới hả mượn bà chị kế bên nhà một đôi guốc, một đôi cao guốc cho mọi người. Guốc cao và một cái bộ đàm sexy là hả mình mới mua, còn mới cáo luôn. Nguyên một cái đầm sexy nha mọi người ơi. Trời ơi cái đầm xuyên thấu. Ok, cái đầm xuyên thấu luôn mọi người ơi. Cái đầm này thấy hết tâm hồn luôn nha mọi người. Tới công chuyện rồi. Giờ thì trước tiên là mình sẽ bỏ cái đôi guốc này ở ngoài trước cửa nhà luôn. Mới bước vô nhà thấy nguyên một đôi guốc cao guốc tập trình in ngay trước cửa nhà liền. Một đôi cao guốc nha mọi người ơi, guốc cao nha. Đây, thấy không, quá cao luôn. Em nào mà mang đôi guốc này là biết về hot girl, hot ơ đâu á. Hot ơ, hot girl, hot ơ đâu mới mang đôi guốc cỡ này thôi chứ. Cao guốc. Một đôi cao guốc nằm trình hình. Thôi, nằm ngay trước cửa nhà. Đó, ok. Giờ cái bộ đồ này, cái bộ đồ ngủ, bộ đồ ngủ xuyên thấu này thì mình sẽ để trên cầu thang mọi người ơi, ngay cầu thang luôn, gọi là không kịp mà hả cởi đồ ra, chưa lên tới phòng mà cởi đồ ra chải lên rồi, ngay cầu thang luôn, ngay cầu thang luôn, ngay đây luôn. Ok, và đây là bước cuối cùng nha mọi người. Giờ mình sẽ sử dụng một cái Facebook ảo để mình gửi cái đoạn video vừa rồi qua cho Quỳnh. Tại vì cái màn tròn này mang tầm cỡ quốc tế nên mình phải thực hiện từng bước theo kế hoạch nha. Facebook ảo này mình lập ra là chuẩn bị cho cái màn tròn này nha mọi người. Cái màn tròn quá dữ dằn luôn mọi người. Quỳnh mà đang đi chơi đúng không? Quỳnh đang đi chơi vui vẻ, Quỳnh nhận được cái video nhảy cảm của Thận và một cô gái khác thì phản ứng của Quỳnh sẽ ra sao mọi người? Thì mọi người nhớ chờ đón xem nha mọi người ơi. Thank you.
xuống dưới chơi đi Trâm ơi. Mẹ cứ ẩm em qua vô. Ai ta không ai lên tiếp đập cửa qua đi. Rồi rồi. Mày xong rồi. Ủa đi chơi sao vậy em? Mở ra. Đi chơi về sớm vậy? Mở cửa ra anh làm gì trong đó vậy? Đi chơi xíu nữa đi. Thôi. Mở cửa ra. Chờ anh xíu, anh đang ở trần chuồng mà. Trần chuồng làm gì? Mở cửa ra. Nằm cho mát. Anh mở cửa ra thôi, tôi không nói nhiều nha. Mở cửa ra. Anh nhắn mở cửa ra ngoài luôn được không Thuận? Rồi để anh đặt đồ vô cái. Đang ở trần chuồng. Mở cửa ra. Để mặc đồ vô cái. Hả? Anh mở cửa ra chưa? Đi chơi với bạn xíu nữa đi. Nằm cho mát thôi chứ làm gì đâu. Mở cửa ra. Cái gì vậy? Nó nào? Nó nào? Tôi hỏi nó đâu? Nó nào? Nó đâu? Nó trốn rồi. Con nó đâu? Con nào? Con nào đâu Phùng á? Tôi hỏi anh, con nó đâu rồi, nó trốn đâu rồi, hả? Có con nào đâu. Ủa sao đang đi chơi về gấp gáp hỏi con nào trời. Tôi hỏi anh, lôi nó ra đây. Lôi nó ra đây nói ba mặt một lời. Hả? Không có đâu. Ừ, không có con nào hết. Rồi, không có con nào. Trời trời, đi chơi về rồi kiếm chuyện trời. Con nào đâu. Đang nằm ngủ à. Đi chơi về kiếm chuyện kiếm chuyện. Trời ơi, lụm chơi. Kiếm chuyện vừa thôi. Con nào, cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Hả Thuận? Cái này là cái gì Thuận? Khùng hay gì á, cái này. Tôi hỏi anh cái này là cái gì? Cái này anh mua anh tặng em á, để cho hả cái ngày mà mình hết cử để em mặc vô để. Tặng tôi hả? Tặng tôi mà dục về đó hả Thuận? Hả Thuận? Cái này là cái gì? Tôi cũng có những nhạc của ai. Của hả? Em mua cho em không á. Cái gì? Mua tặng tôi hả? Anh nói. Dạ. Anh nói chuyện. Anh nói chuyện mà anh không sợ hả? Thục lưỡi hả Thuận? Hả? Rồi anh chối phải không? Tôi hỏi anh nói đâu? Nó nào? Nó nào? Rồi anh hết chói với tôi chứ này nha Thuận. Làm thế ớn rồi trời. Coi! Mở con mắt chó lên coi! Ai? Trời! Ủa mình ngủ mà ai vô ấy. Tôi mới đi chơi một xíu mà anh dặn giấy gì vậy hả Thuận? Ủa con nhỏ nào vậy? Sao con nhỏ nào? Sao con tay hồng lét vậy trời? Anh hỏi tôi hả? Anh hỏi tôi hả? Anh không biết luôn á. Tôi hỏi anh ở đâu? Bây giờ anh giấu giếm nó đúng không? Anh giấu giếm ở trong nhà này phải không? Tôi mới đi chơi một xíu mà anh dẫn gái về nhà hả Thuận? Anh giỡn mặt với tôi hả? Anh không biết luôn. Anh ngủ mà, tôi đi vô ngủ với bạn mà. Nói đâu? Con nào vô nhà nó làm gì anh nữa trời? Nó ở đâu? Tôi hỏi anh dẫn con nào về nhà? Nằm trên giường của tôi vậy? Anh ghen quá ha, cái giường của tôi mà anh dám cho nó nằm lên. Anh thề luôn á, anh không biết gì luôn á. Anh thề hả? 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 À, ai tin anh? Ai tin anh? Ngủ mà con nào vô nó. Con nào vô nhà được? Anh không mở cửa con nào vô nhà này được? Nào vô nó ấy anh ta. Tôi hỏi anh con nào vô nhà này được? Anh hỏi chặt anh làm gì đó? Anh hỏi chặt anh làm gì đó? Anh hỏi anh. Anh ngủ mà nó làm gì anh đó? Anh hỏi chặt. Anh hỏi chặt làm gì đó? Anh làm gì đó trên giường này? Hả? Tại sao anh ghen quá vậy, anh dám dẫn nó lên giường này làm gì vậy Thuận? Hả? Con nào trời. Anh tính lừa gạt tôi bao lâu nữa Thuận? Này dám dẫn gái nhà nữa. Tôi mà không có cái đoạn video này thử coi. Rồi anh hả? Anh chối thêm với tôi cỡ nào hả Thuận? Hả? Hả? Chối với tôi cỡ nào? Tôi hỏi anh con nhỏ đó là ai? Quen bao lâu rồi? Quen bao lâu rồi? Quen cũng gần 30 năm rồi. 30 năm? 30 năm anh nói gấp nữa hả? 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 Thời đó hả? Mở mắt chưa? Mở mắt chưa mà quen 30 năm. Quen
dạ, nó là cánh tay gì? Cánh tay trái của anh. Nó là cánh tay gì? Cánh tay trái của anh. Cánh tay trái không? Tôi không có giỡn với anh nha. Anh, tôi nói nó thật là cánh tay trái của anh mà. Ủa, không lẽ em không tin anh? Anh nói nó là cánh tay trái của anh. Tin anh hả? Tôi hỏi anh một lần cuối, nó đâu? Nó chưa đi đúng không? Thì nó ở đây nè. Nó là cánh tay trái của anh đó. Kêu nó ra đây, kêu nó ra đây, ba mặt một lời. Hả? Nó có biết nó hả là anh có vợ rồi không? Em là cánh tay phải của anh, còn nó là cánh tay trái. Cánh tay trái của anh. Ủa, em không tin anh hay gì? Tin anh là tin sao? Anh nói nó là cánh tay gái gì nhờ anh cứ tin anh hả? Anh nói nó là cánh tay trái của anh mà. Nè. Cánh tay trái của anh. Quê là quê là quê chung. Đây, nói đây. Cánh tay trái của anh đây. Quê là quê chung mình quê quá. Quê là quê là quê chung mình quê nhiều. Quê là quê là quê chung mình qua quê. Giỡn cùng vẫn đi. Đang đi chơi. Đang đi chơi vui quá. Đó là chậu sắt kem lên nữa. Đã nói là cánh tay trái mà không tin là sao? Em là đúng, đúng là em không bao giờ tin anh luôn á. Đang đi chơi vui luôn á trời. Mới uống được nửa ly trà sữa kêu về. Anh nói nó là cánh tay trái của anh. Mà cãi. Thiệt tình luôn á, lâu lâu mới được một bữa luôn anh ơi, em quỳ em lại anh luôn á. Lâu lâu mới được bữa vậy. Thiệt tình á. Nè, cánh tay trái nè. Lâu lâu có một bữa mẹ giữ con giùm anh cũng làm hư bổ hư đường hết luôn rồi. Ai biểu đi chơi em không cho anh theo. Liêu liêu. Ôi trời. Quê sợ chưa à, nói mà không anh tin. Anh ngang quá, hai bữa nay anh học theo ai nữa vậy? Anh bớt đi, ghê quá à. Là nói là cánh tay trái của tôi mà không tin còn cãi nữa. Ôi là trời. Tức quá à. Chào mọi người đã đến với shop nước hoa của tụi mình nha. Chào mọi người nha. Shop mình có hàng trăm mẫu nước hoa khác nhau, có cả nam lẫn nữ luôn nha. Mọi người tha hồ lựa chọn mọi người ơi. Tha hồ lựa chọn dùng nha mọi người. Thì shop mình là bán nước hoa chính hãng, là nước hoa của mình là được người nhà gửi từ bên Mỹ về mọi người. Có hóa đơn chứng từ rõ ràng hết nha mọi người. Có hóa đơn mình mua trong những cái cửa hàng bên Mỹ nha mọi người. Đầy đủ hết nha. Nên mọi người dùng cứ yên tâm. Tại vì hả, mình bán là bán nước hoa chính hãng. Nước hoa chính hãng là sao? Nước hoa chính hãng mọi người xịt đúng không? Xịt vô người mọi người hai ba xịt thôi là hả, người ta đi ngang qua người mọi người thôi là cũng nghe thấy mùi hương tỏa ra nha. Giống như mình chạy xe ngang qua người khác thôi là người khác sẽ nghe được mùi hương trên cơ thể mình. Với lại cái độ lưu hương của nó, nước hoa chính hãng nó lưu hương từ 8 đến 12 tiếng, nó lưu hương rất là lâu. Thì hả, bên mình có bán nam nữ đều có hết nước hoa nè. Mọi người thấy không? Những cái chai như thế này là bên mình bán có giá từ 1.8 triệu tới 2.5 triệu, 3 triệu. 3.6 triệu, 4 triệu, 5 triệu đều có nha, những chai full như thế này nha mọi người. Mọi người thấy những chai full như thế này có giá từ 1 triệu mấy cho tới 3-4 triệu mấy. Thì mọi người tha hồ lựa chọn là có những mùi hương như là hả, mùi thanh mát nè, mùi nam tính mạnh mẽ, mùi hương gỗ, mùi hương nhẹ nhàng bay bổng, mùi hương như ngọt ngào, rất là nhiều hương mùi khác nhau. Mọi người tha hồ mà lựa chọn. Mọi người có xài nước hoa thì ủng hộ bên shop thử nha. Shop mình là bán nước hoa chính hãng nên nó thơm lâu và cái giá tiền nó cũng hơi cao, giống như tiền nào của nấy mọi người. Nếu mà mọi người cảm thấy nguyên một chai full như thế này thì nó giá hơi cao quá thì mọi người có thể chọn phương án là mua những chai chiết nha. Thì bên mình có chiết các dòng nước hoa chính hãng nha mọi người, như là Dior Sauvage nè, và những cái hương thơm mà nói chung là mọi người muốn hương thơm như thế nào thì mọi người cứ inbox hoặc gọi qua số trực tiếp cho tụi mình là 0909 134 921 là tụi mình sẽ tư vấn cho mọi người nha, để mọi người chọn được cái hương thơm thích hợp cho mọi người á. Thì đây là bên mình có chiếc 10ml nước hoa như thế này mọi người, là tụi mình chiết chính trực tiếp từ trong chai chính hãng như thế này. Đây chiết trực tiếp ra luôn nha mọi người ơi. Mọi người xài chai chiết nên cứ yên tâm nha. Mọi người giống như mua chai full thì mắc tiền quá, mọi người có thể là lựa chọn chai chiết. Chai chiết như thế này là mọi người đi du lịch nè, mọi người hả, đi chơi cà phê bỏ túi xịt cũng tiện lợi đó mọi người. Đây, mình sẽ chiết vô đây. Những chai nước hoa chính hãng của shop mình như thế này, mọi người chỉ cần xịt 2 tới 3 xịt thôi là nó thơm nguyên một ngày rồi, không cần xịt nhiều nha. Mọi người xịt ngay ngực một cái, xịt ngay bụng một cái, xịt sau ót một cái, chỉ cần 3 xịt thôi là thơm cả ngày nha mọi người ơi. Nước hoa mình là nước hoa hàng sắt tay mà chứ không phải nhập tào lao ở Việt Nam nha. Đây để mình chiết cho mọi người xem nha. Mình sẽ chiết như thế này mọi người. Một chai nhỏ như thế này là 10ml nha mọi người. Mọi người sử dụng được 2 khoảng 2 tháng.
thì hả, những chai chiếc nhỏ này có giá từ dao động từ 280, 300, 350, 400, 500 đều có, thì có rất là nhiều giá tiền cho mọi người lựa chọn nha. Mọi người có xài nước hoa thì ủng hộ Thần Yêu Quỳnh nha. Có thể liên hệ qua Zalo của Thần Yêu Quỳnh là 0909134921 nha. Mọi người cứ lựa chọn, cũng sắp lễ Tết Noel rồi, sắp tới rồi 20 tháng 10 rồi á, có ai muốn chọn quà cho vợ thì bên Thận có hả, gọi là hả, gói quà sẵn cho mọi người luôn nha mọi người ơi. Đây là mọi người, mình đã chiết xong rồi, một chai như thế này mọi người xài vô tư luôn, hai tháng mấy là vô tư nha mọi người. Thì mọi người muốn ủng hộ hai đứa mình thì mua nước hoa ủng hộ hai đứa mình thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mình là 0909134921. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Bye bye.